về vụ này rất là tiếc là xảy ra. Cái này á, để nói chút xíu là như là Victor cũng kể và nói nhiều lần là cái phim này là từ một cái ý tưởng Victor có khi mà Victor học học viện này bên Mỹ. Năm đó là năm cỡ năm 96 vậy á. Thì lúc đó là Victor cũng không biết về cái phim kia. Và thật sự lúc đó mình ngồi nghĩ là đây là một ý tưởng rất là hay thì mình sẽ để dành cái phim này. Thành thử ra khi mà Victor xem cái phim kia, thì mới được xem tấm phim đó thì Victor nhận xét là có nhiều cái giống nhau. Thì nếu mà tìm hiểu về cái này á, thì Victor cũng phải nói một điều là thay vì mình nhìn cái khác biệt hay là cái sự giống nhau thì mình nhìn cái gọi là cái creative process khi mà viết một cái kịch bản là cái gọi là cái quá trình sáng tạo. Ok, là trong cái creative process này á, nhất là khi mà viết một cái kịch bản như là Giao lưu định mệnh, là Victor đã cũng nói rất nhiều lần qua trong báo chí là Victor theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock, là có những specific chính xác là thể loại của Hitchcock. Thì á, nếu mà nói về phim Hollywood, tại sao người ta nói phim Hollywood là phim Hollywood, là tại vì nó theo một cái motif, nó theo một cái những cái gọi là khuôn mẫu. Ok, mà trong Hollywood là có tất cả những thể loại là có những cái khuôn mẫu riêng của nó. Thì nếu mà mình theo cái motif đó thì mình phải có những cái đường dây phát triển nhân vật, nội dung nó sẽ giống nhau. Thì cái vấn đề ở đây mà Victor thấy rõ ràng là tại vì cái ý tưởng, cái bản chất của cái phim Giao lưu định mệnh, cái Inferno, kia nói về cái chuyện ngắn của Victor, Inferno, nó đã giống cái phim kia rồi. Anyway á, khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock thì Victor cũng phải chấp nhận, phải theo những cái đường dây từ A tới Z là phát triển nhân vật như thế nào, phát triển nội dung như thế nào, phải đẩy câu chuyện những cái cớ như thế nào để tới cái kết mà mình muốn. Thì trong trường hợp vậy á, một cái người viết kịch bản mà với cái suy nghĩ như là ok, tôi theo cái motif đó, thì rõ ràng một cái người khác trong cái môi trường như vậy họ sẽ có những cái ý tưởng xem giống mình. Thì anyway, Victor nói cái này là cái này á, là do cái như là Victor nói cái quá trình sáng tạo. Cái vấn đề lớn nhất là cái ý tưởng mình nghĩ là của mình, ok, nhưng mà cái ý tưởng, cái bản chất của cái nội dung đó đã giống cái phim kia. Thành thử tất cả những cái đường dây, nói chung là mình theo cái motif đó, motif gọi là một cái Hollywood thriller, thì mình bị đóng khuôn vào một cái đúng không, phải nó đóng khuôn này đó. Thì anyway, những cái khuôn mẫu đó là coi như có sẵn rồi, là mình đã quyết định, mình cũng nói ra là mình theo một cái phong cách Hollywood, phong cách Hitchcock, thì mình theo những cái đường dây đó để phát triển nhân vật, phát triển nội dung. Thì thành ra cái nếu mà nói là tránh mấy cái trường hợp mà giống nhau thì cũng thực sự là rất là khó. Nếu mà chủ quan thì chúng ta thấy phim Giao lộ, phim Sutter thì giống bao nhiêu phần trăm? Như tôi đã nói, nếu mà nói về chung tình huống hay là đường dây á, thì rõ ràng á, là nó có nhiều cái giống nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm một cái phim một người trong vụ tai nạn rồi bị mất trí nhớ, thì rõ ràng nó sẽ theo những cái đường dây tới cái kết mà mình muốn. Thành thử ra có nhiều cái đường dây, những cái tình tiết hay giống mình không thể tránh được, không né được, thì nó sẽ đâm ra là có cái trường hợp là nó giống một cái gì đó. Thì nói chung là thật sự là lúc mà viết cái chuyện ngắn đó, mình nghĩ là cái sự bất ngờ đó là rất là cool, rất là hay. Và nếu mà mình cảm thấy nó hấp dẫn và hay thì chắc chắn sẽ có một người khác cũng nghĩ ra rồi. Anyway, viết chuyện như vậy thôi. Anh xác định là khi mà viết cái kịch bản phim này mà cái năm anh viết là chưa từng biết đến cái bản phim và cái phim của đạo diễn, đúng rồi, chưa từng xem qua. Mà rõ ràng là
thế nào một cái sự trùng hợp dạ. Có nhiều mà nhiều như vậy thì cái chuyện mà mọi người nghĩ là nhiều hay ít ấy, thì cái đó là thật sự ngoài cái control, ngoài cái kiểm soát của Victor. Thật sự Victor không phải là Victor nói là không giống. Victor đang nói là thì như Victor nói là nó có nhiều cái cũng giống nhau. Có khi nào Victor chủ quan à, nghĩa là khán giả Việt Nam không có biết đến phim năm tốt của Mỹ là no, tại vì như Victor nói á, tất cả những cái phim mà Victor làm á, không, tất cả những cái phim mà Victor làm á là với cái ý là sẽ phát hành bên Mỹ. Không có phim nào mà Victor làm mà không phát hành bên Mỹ. Nhưng mà sẽ phát hành bên Mỹ không? Hay là dùng thuốc là cái định đó? Cái đó là bên không có biết. Nhưng mà những người thích thôi, Tại vì chắc chắn là cái chuyện đó là đã làm. Tại vì phim dạo hiện tại đó, tức là những cái phim sản xuất ở đây á, được chiếu ở bên Mỹ cũng như là để máy tính cũng được chiếu ở bên Mỹ, truyền hình sao chiếu cũng chiếu được ở bên Mỹ. Anh thì cứ khẳng định đây là cái sự trùng hợp hoàn toàn và nó bất ngờ là chính có cái sự trùng này là anh luôn là giải thích vậy. Yeah. Nhưng mà về phía khán giả thì họ mãi mãi là không tin điều đó. Họ vẫn nghĩ là nó thì anh phải nói thật. Đúng rồi thì chuyện gì xảy ra thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu mà khán giả đọc cái này hay là nghe cái câu trả lời của Victor mà không tin hay là tin thì thật sự cái đó là do khán giả, đó là cái quyết định của khán giả chứ không phải là quyết định của Victor. Hoàn toàn là không biết gì đấy. Cho nên là chị nghĩ đây là tại coincidence. Tình cờ. Cho anh hỏi thêm nữa là tại vì khi mà xem cả cái phần âm nhạc thì cái trailer của hai phim á, cái tempo khá giống nhau. Và trong ngay cả trong phim luôn nữa, em cũng nghe rất kỹ về phần âm nhạc. Không nghe những cái đoạn mà nó có nghe nói là làm phần hai của Giao Lộ Định Mệnh thì đâu có chuyện này còn có ý tưởng cho phần hai không? Thì những đoạn âm nhạc nó cũng giống nhau. Anh nghĩ cả âm nhạc mà nó trùng hợp luôn thì không khó. Không, nhưng mà cái chuyện ý, nhạc không phải theo một cái mô thức, nhạc không phải theo một cái mô thức thôi. Tại vì nếu mà nói về cái khuôn mẫu thì mình coi như từ A tới Z luôn, từ ánh sáng từ thì có thể nó nằm trong cái khuôn mẫu đó luôn. Nhạc thì cái đó thì phải nhân lại, nhưng mà về trailer thì cũng cho ông biết. Giống như là theo một cái mô típ nhạc, giống như theo một cái mô típ nội dung, hai người yêu nhau cuối cùng phải cưới nhau thì cũng giống như nó là nhạc thì đang là gây cấn thì lúc đó nó phải là như vậy.